Hello các bác anh em nhá. Thơm lức mùi lo Mỹ luôn. Đây là một trong dòng loa mà có rất nhiều các bác săn tìm cũng như điện thoại cho em trong suốt thời gian vừa qua. Đó là những cặp loa được sản xuất tại Mỹ, do Mỹ. Có model là TL125, sở hữu một bát 40 từ 16 họng gần 70 và một tép kèn. Thì với dòng loa này thì các anh em có thể nghe nhạc từ sâu hết sức tuyệt vời. Những tép nó anh lẩy không nhá. Mát ấm êm mềm, và đặc biệt karaoke ấy thì rất là bay, hút mic và sáng động ca. Thì ngay em về được vài cặp loa nhé, TL125 trong tình trạng đẹp xuất sắc và thơm lức mũi nhé, thơm lắm. Tại sao mà cái loa này nhiều bác muốn mua đấy nhá? Nó có hai lý do. Thứ nhất là đầu tư nó thì vô cùng hợp lý nhá, mới đầu tư đấy. Và thứ hai nữa là cái hình thức nó đẹp nhá, hình thức nó đẹp. Và chất âm của nó thì miễn là bàn cãi rồi. Nó rất là hay. Con này nó là thùng gỗ bác nhá. Và bọc da. Da của nó rất là mịn và đẹp. Em quay lướt qua một vòng này anh em có thể lắm bác nhá. Thế về kích thước thùng bác nhá. Con này rộng là 45. Sâu 37. Cao là 75. Rộng 45. Sâu 37. Cao 75. Đấy. Sở hữu một bát một kèn. Thì em về được vài cặp bác nhá. Thì trong đó này. Đây bác nhỉ. Còn cả tiệm có gốc ấy. Đúng không? Đấy, tem gốc vẫn còn nhá, khi mà lắp vào rất là đẹp này, hình thức nó rất là đẹp đó nhá. Đấy, còn nguyên cả tem gốc này mà nó thơm lức mũi luôn, nó này rất thơm luôn nhá. Có đồi nó hôi nhưng đồi thì thơm. Con này thậm chí cái mút chắn bụi nó còn nguyên với này. Đấy, nhưng mà do cái thời gian nó lâu thì nó mục ra này, hoặc là vệ sinh nó sẽ mục ra này. Con này thứ hai cái là cái phễu kèn đấy, nó lắp sẵn là thùng luôn cho các bác này. Đấy bác nhá, nó sẵn thùng luôn, thùng trắng phao luôn nhá, mận tần này. Đấy thì cái TL125 thì nó có phiên bản từ màu đen, có phiên bản từ màu trắng quá nhá. Đây, tép này, tép nó là 2412H từ 9 họng 205. Cái này thì em bán nhiều đúng không? Những bác nào xem kênh em không lại cái loa TL125 nữa đúng không? Những hàng nó hiếm quá nhá, nó ít về lắm, thi thoảng nó về được một vài đôi thôi. Nên là tại sao em lại xô đổ về được mấy đôi liền quá nhá, một lần nó chỉ thúc tắc là một hai đôi là cùng quá nhá. Đấy, offer nó rất là đẹp này, offer nó là lụa, gân lụa tẩm dầu, ba sóng quá nhá, màng sóng. Con này thì hình thức đẹp, chất âm hay và giá thành phải chăng quá nhá. Đây em về được mấy đôi này, cũng quay nước qua cho các bác. Dạ bác nào đang có nhu cầu tìm hiểu săn đón thì alo cho em. Đấy, có đời từ thép trắng anh em này. Đấy. Thép trắng này. Nhưng mà cái offer nó vẫn là lụa quá nhá. Lụa này. Đấy, họng thì giống nhau, chất âm giống nhau. Nó không khác gì bác nhá. Đấy thì những cặp loa này bên em đang cung cấp với giá là 15.500.000 đồng thôi nhá. 15.500.000 đồng. Thế thì anh em nào mà buổi trước ấy mà điện cho em hỏi loa ấy thì hôm nay em lên sóng lại nhá, là có loa rồi. Hôm trước các bác điện em không có thì vậy là bác là lắm thông tin thì liên hệ em ngay nhá. Bao zin, bao xịn cho tất cả các bác nhá. Đấy, toàn bộ củ bát, củ thép, phân tần, thùng thành thì bao giờ bên em về cũng phải tháo ra kiểm tra. Thứ nhất nhá, là kiểm tra có đổi đồ Mỹ không, và cái thứ hai nhá là kiểm tra nó có zin xịn không. Đấy, nếu mà nó đúng đồ Mỹ, zin xịn chuẩn chỉ hoạt động tốt nhá thì bây em mới cung cấp cho các bác. Còn nếu mà nó không đạt được những tiêu chuẩn tiêu chí đấy thì bây em sẽ không làm, bởi vì các bác đầu tư một đôi loa ra ấy, nó là 100% đúng không, tất cả các cái hy vọng yêu thương đều dồn đôi loa, khi mà nhận lại nó không ra gì thì các bác rất là thất vọng. Cho nên là bên em ý thức điều đó cho nó bác nhá, là rất là cẩn thận trong từng đôi loa đúng không, từng cái bộ phận của loa một. Cho nên là đến với anh Nguyễn thì các bác an tâm nhá, tuyệt đối về chất loa đúng chất loa Mỹ, bảo hành di xịn trọn đời bác nhá. Mọi tin mua sắm phối ghép có liên hệ với em số máy 0936 583 100. Thì đây là một video ngắn đấy nhá, em giới thiệu nhanh về những cặp loa TL125 thôi. Còn bác nào mà cụ thể hóa thì em sẽ gửi hình ảnh với nhá. Đây, TL125, đời này nó chỉ có làm ở Mỹ nhá. TL125 hỗ trợ hai cổng vào, công suất là 250W cho đến 500W. Đấy, có phiên bản từ đen, có phiên bản từ trắng các nhá. Đấy, con này rất là thơm, thơm lức mũi nhá. Thôi em xin phép dừng video và cảm ơn bác theo dõi video nhé.